Thưa quý vị khán giả, dự án quản lý cộng đồng trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới do Tổ chức Bánh mì cho Thế giới Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ. Dự án được Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em triển khai từ năm 2018 tại xã Đôn Phong và Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông. Sau 2 năm thực hiện, dự án đã từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn tại các địa phương được thụ hưởng dự án. Đôn Phong là xã vùng cao của huyện Bạch Thông. Đây là một trong các xã có xuất phát điểm thấp nhất của huyện Bạch Thông thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Xã hiện có trên 570 hộ dân sinh sống tại 10 thôn bản. Cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu là dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp. Tuy nhiên, sản xuất vẫn mang nặng tính tự cung tự cấp do điều kiện giao thông còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, sản xuất manh mún nhỏ lẻ, chưa thành hàng hóa. Năm 2018, xã Đôn Phong được chọn thực hiện dự án quản lý cộng đồng trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tham gia dự án, người dân không chỉ được hỗ trợ trực tiếp kinh phí thực hiện các tiểu dự án, mà còn được ban quản lý dự án hướng dẫn tham gia tất cả các công đoạn từ việc lựa chọn, thẩm định, dự toán kinh phí, mua vật liệu xây dựng. Những người dân thì trong này nó đoàn kết rồi, vận động dễ thôi. Thế thì trước kia thì dự án xuống thì cũng triển khai ở tại thôn để cùng mọi người dân đều hiểu biết, tức là cái nhất là cái nguồn vốn hỗ trợ như vậy. Thứ hai nữa là mình lập cái dự toán ngân sách thì nó cũng trội lên khá lớn. Đấy thì cũng bàn bạc thống nhất với bà con là cũng cùng nhau thôi, những người hưởng lợi thì trực tiếp thì đóng góp thêm tiền mặt. Đấy. Còn thứ hai nữa là những hộ trong thôn thì hỗ trợ ngày công lao động. Hiện thì nói chung là cái này nó rất là hiệu quả. Vâng, nó như vậy nó cũng cảm thấy, tức là thì bà con ấy được tham gia lựa chọn cái gì công trình gì ưu tiên thì được làm trước. Và cái hai nữa nguồn vốn tức là cũng trực tiếp, tức là thì xuống tận chỗ người dân. Đôn Phong cũng là một trong 2 xã của huyện Bạch Thông thì được tiếp nhận cái dự án nâng cao năng lực trong xây dựng thôn mới. Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực trong cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới. Thì đến nay thì cái sự hỗ trợ của dự án thì cũng như là trong xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia, nông thôn mới của chương trình nhà nước. Tuy nhiên là có một cái là thúc đẩy là cái phân cấp về cái nguồn lực, kinh phí là về cho thôn tự quyết định. Qua 2 năm triển khai thì cái dự án thì được bà con phải nói đánh giá rất cao. Dự án quản lý cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới do Tổ chức Bánh mì Thế giới Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ. Dự án được Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em triển khai từ năm 2018 tại 2 xã Đôn Phong, Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Dự án nhằm áp dụng thí điểm mô hình quản lý cộng đồng vào chương trình nông thôn mới theo tinh thần của Nghị định 161/2016 NĐ-CP ngày 2 tháng 12 năm 2016 và Nghị định 120/2018 NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018. Mô hình quản lý cộng đồng đã được trung tâm DWC thực hiện thành công tại nhiều tỉnh như Hòa Bình, Nam Định, Quảng Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn từ năm 2008 và hợp tác với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương thực hiện thí điểm tại tỉnh Lâm Đồng trong 2 năm 2015 và 2016. Sau 2 năm triển khai thực hiện, người dân tại các thôn dự án thực sự được làm chủ và ra các quyết định từ khâu lựa chọn ưu tiên, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá các tiểu dự án trong quá trình phát triển cộng đồng. Qua quá trình thực hiện cái công trình này thì là thực tế thì bà con nhân dân được tự làm và tự quản lý về cái tài chính của dự án hỗ trợ. Thì là qua thực hiện 2 cái tiểu dự án thì là chúng tôi thấy là năng lực của bà con được nâng lên rất là nhiều, được nâng cao rất nhiều về cả cái thực hiện này, về cả cái biết, người dân biết được xây đổ bê tông thế nào này, và biết được cái quản lý tài chính như thế nào này, và những đặc biệt là như chị em phụ nữ ngày trước đây thì là không biết gì về cái những cái công việc như thế, nhưng bây giờ người ta được tham gia thì là người ta được nâng cao lên rất là nhiều về cái năng lực. Trước đây là con đường nó bé tí này, bằng bờ ruộng, đi xe máy đi không tránh nhau được. Còn bây giờ nếu mà đường làm thế này thì
học sinh với lại bà con đi lại dễ. Khi có dự án đầu tư vào là bà con rất là ủng hộ và sẵn sàng góp ngày công để đi làm. Đến thời điểm này, tại hai xã dự án đã hoàn thành được 26 công trình, bao gồm gần 1.700 mét đường, 3 cây cầu qua suối, 1.500 mét mương, 2 nhà vệ sinh cộng đồng, 1.100 mét đường điện chiếu sáng và 2.800 mét đường ống dẫn nước tưới. Để có được kết quả này, dự án đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể như giới thiệu dự án từ cấp huyện đến cơ sở, lập hồ sơ cộng đồng thôn, lựa chọn và nâng cao năng lực cho các thành viên nòng cốt cộng đồng về kỹ năng và phương pháp thúc đẩy, quản lý cộng đồng trong nông thôn mới, thiết kế dự án theo các tiêu chí của nông thôn mới, quản lý tài chính dự án trong nông thôn mới, thẩm định và cộng đồng tự quản lý các công trình tiểu dự án, họp thôn để đánh giá các tiểu dự án đã thực hiện, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tốt của cộng đồng, tổ chức các cuộc đối thoại giữa cộng đồng và chính quyền địa phương cấp xã, đặc biệt các bước thực hiện dự án đều có sự tham gia của người dân. Chính vì vậy, cùng với việc được hưởng lợi trực tiếp từ các công trình hạ tầng nông thôn, người dân cũng đã có nhiều đổi thay trong cách nghĩ, cách làm. Thì qua 2 năm triển khai thì cũng mang lại nhiều cái kết quả cũng như là cái hiệu quả đáng khích lệ. Cái thứ nhất là phải nói đến là cái nhận thức và cái năng lực của người dân được nâng lên. Thì đối với dự án này là họ chú trọng vào cái việc mà đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cách thức để cho người dân tự đề xuất lên các cái nội dung, cái yêu cầu mà mình mong muốn. Đấy, và sau đó thì sẽ tổ chức thực hiện theo trình tự như là cái nguyên tắc của dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, đấy, dân hưởng thụ. Đấy. Người dân từ đó là biết được cái lập dự toán, biết được cách thức thi công các cái công trình, biết được coi như là huy động các cái nguồn lực thế nào và sử dụng cái sức mạnh của cộng đồng dân cư, của tập thể để coi như là thực hiện. Hiệu quả xã hội thì tôi tính đó là cái gì? Cái người dân trong thôn là đều coi như cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thống nhất, cùng nhau làm, cùng nhau hưởng lợi. Đấy, cộng đồng dân cư đó nó trong đó rất chính là đoàn kết để coi như tổ chức thực hiện. Cái thứ một cái nữa đó là từ cái việc mà dự án, hiệu quả dự án này thì cái mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, anh em cộng đồng trong thôn xóm được gắn kết, thế và một cái nữa đó là các cái kết quả các cái sản phẩm mang lại nó là mang cái tính tập thể. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống của người dân. Chặng đường xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó có việc huy động sự vào cuộc của người dân để xây dựng các công trình nông thôn mới. Hiệu quả bước đầu của dự án quản lý cộng đồng trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho thấy, người dân đã tích cực tham gia xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, qua đó cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.